Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay thì bên em sàn ô tô Mỹ Đình vừa về một chiếc xe được coi là chiếc phi cơ mặt đất đến từ xứ sở Kim Chi. Chiếc này là chiếc Kia Sedona sản xuất năm 2016, động cơ máy xăng 3.3 số tự động, bản full option, bản đặc biệt đấy ạ. Chiếc này là biển tư nhân, biển chính chủ Hà Nội và chạy được 60.000 km, giữ gìn cực kỳ cẩn thận. Tất cả lốp theo xe vẫn còn nguyên bản. Nội thất thì đã được chủ xe độ bản luxury rồi, ghế da cao cấp của Mercedes. Chiếc này rất là rộng rãi trong phân khúc 7 chỗ. Và các gia đình mà thường có nhu cầu mà đi chơi xa hay là đi phượt thì sử dụng chiếc này thì quá là ok rồi ạ. An toàn và rộng rãi cho các bạn nhỏ ngồi trên xe cảm thấy rất là thư giãn. Kia Sedona, chiếc này là lắp ráp ở Việt Nam và tất cả còn đều nguyên bản. Đây, mọi người có thể thấy chiếc này thì em vừa đánh bóng lên nhé mọi người nhé. La răng lốp lát theo xe nguyên bản, không có vết xước nào luôn. Đặc biệt là ở phần cửa sau thì đã được trang bị cửa trượt điện, rất là hay ạ, tiện dụng. Đây, mọi người có thể thấy là bộ ghế da của Mercedes mà chủ xe đã độ rất là đẹp. Cửa điện nên là em có thể ấn vào đây thôi là chúng ta có thể đóng lại rồi. Đó, cửa sẽ nó tự trượt thôi ạ. Đó, mọi người nhìn chi tiết hộ em, những cái đường mép rất là đều. Và đây là cốp điện. Khoang cốp của xe thì rất là rộng rãi. Đó, mọi người có thể thấy là ở dưới này chúng ta có thể để được rất nhiều là đồ và vali. Hoặc là em có thể gập cái hàng ghế này xuống ạ. Thì nó sẽ là đó, bên kia cũng vậy, chúng ta có thể thấy là khoang hành lý hoặc hàng ghế sau rất là rộng rãi, ngồi rất là rộng luôn ạ. Hàng ghế thứ ba cho mọi người ngồi rất là thoải mái luôn ạ. Vâng, xe của em thì đương nhiên rồi, không có dấu hiệu đâm đụng hay là va chạm nặng tai nạn gì đâu ạ. Tất cả ốc cốp rồi keo chỉ vẫn nguyên bản hết từ đầu. Đây mọi người thấy còn có những cái ly lông vẫn còn chưa bóc hết đây ạ. Đấy, xe thì đã được trang bị líp pô đôi rồi nhé mọi người nhé, líp sau nhìn rất là thể thao ạ. Vâng, cốp điện thì chúng ta chỉ cần ấn vào đây là được, à, cốp sẽ tự đóng. Bên này cũng có một cửa điện nữa ạ. Đây mọi người nhìn những cái đường gân cửa này rất là đều. Và em chỉ cần giật như này ra là cửa nó sẽ chạy ra. Đó. Bây giờ thì mọi người hãy vào xong khoang ngồi của chiếc xe này. Hàng ghế thứ ba cũng rất là rộng. Ở giữa thì hai hàng ghế sau thứ hai thì đã có một khoảng đi, có một lối đi. Tất cả keo chỉ những con ốc nguyên bản. Chủ xe rất cẩn thận đã ốp thêm cả bậc lên xuống inox. Đó. Rồi, và đây. Mọi người có thể thấy đây là những cái đường keo chỉ của cánh lái này. Đó. Rất là đều và sắc cạnh, không có dấu hiệu gì là đã bị tháo mở ra đâu. Táp đi cửa. Tay nắm cửa rất là mới. Những con ốc vẫn nguyên bản. Đấy, ghế chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện ạ. Em quay như này thì mọi người xem rất là dễ và rất là chi tiết nhé. Cửa sổ trời, hai cửa sổ trời luôn. Option thì đầy đủ. Xe thì đã được trang bị cảnh báo lệch làn, cảnh báo vượt trên gương, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chống trơn trượt, cảm biến va chạm, đầy đủ các tính năng an toàn trên một chiếc xe 7 chỗ rất là rộng rãi. Và bây giờ thì em sẽ mở cái khoang máy lên cho mọi người cùng xem. Chiếc này của em thì máy móc em để hoàn toàn nguyên bản luôn nhé. Động cơ V6 3.3 lít. Rất là khỏe và bốc khi mà chúng ta đi trên đường trường. Đó, những con ốc cao su chân máy nguyên bản hết.
vẫn nguyên dấu sơn của nhà sản xuất, không có một vết tháo mở gì đâu ạ. Rồi, đây, tất cả những cái đường keo chỉ mọi người nhìn nhé. Đó, đều tăm tắp luôn ạ. Cảnh sắc. Đó, ốc nguyên bản. Đấy. Một chiếc xe trong phân khúc 7 chỗ rất là đa dụng và rộng rãi cho các gia đình đông thành viên có thể đi phượt hoặc đi du lịch. Chiếc Kia Sedona sản xuất năm 2016, động cơ máy xăng 3.3 lít, chạy 6 vạn km, biển số Hà Nội. Chiếc này thì bên em đang báo giá là hơn 900 triệu đồng mọi người nhé. Anh chị nào có nhu cầu với chiếc này thì hãy đến trực tiếp địa chỉ 86 Trương Công Giai hoặc gọi điện cho em ở trên số điện thoại ở trên màn hình để có thể thương lượng và biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.